Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel của mình. Trong video này mình sẽ cập nhật cho bạn về dự án Sisa trên về cái quy trình KYC bước cuối là P2P để mà được quyền mở khóa đồng coin. Thì trong những ngày vừa qua mình có bận việc, mình không ở nhà nên là mình chưa cập nhật được. Thì trong nội dung video ngày hôm nay mình sẽ cập nhật chi tiết về cái quy trình là xác minh P2P, có nghĩa là xác minh người với người để mà mở khóa bước cuối. Thì lúc khi mà mình xác minh P2P ấy, nó sẽ ở cái trạng thái là chờ xác nhận. À, khi những cái bước mà mình hoàn tất thì đến bước cuối này là chứng minh là mình đã vượt qua tất cả những cái bước là KYC của dự án, thì lúc đấy mình sẽ được mở khóa cái đồng coin là đồng Sisa coin ở đây. Thì trước tiên ấy là trong lúc này cộng đồng đăng nhập vào khá là nhiều, thì dẫn đến cái việc các bạn có thể không đăng nhập để mà thực hiện P2P được. Thì để giải quyết cái vấn đề đăng nhập, các bạn sẽ làm những cái cách này như mình là chắc chắn các bạn sẽ đăng nhập được. Thứ nhất, các bạn đang đăng nhập ở trên Chrome, nếu mà trên Chrome này nó lag không đăng nhập được ấy, các bạn có xóa cái nhật ký vẫn không được, thì các bạn có thể là xóa luôn cái Chrome này đi, các bạn sẽ là cài lại để mà làm mới lại nhé. Thứ hai nữa thì bạn dùng cho mình cái là Cốc Cốc này, thì ở trên Cốc Cốc này nó cũng đăng nhập khá là nhanh. Cũng cái trường hợp mà nếu các bạn đã dùng cả Cốc Cốc mà không được thì các bạn cũng xóa Cốc Cốc đi, các bạn cài lại Cốc Cốc và mình sẽ dán cái liên kết Sisa trên vào để mình đăng nhập. Vì khi mình đã đăng nhập đây nhiều lần nên là nó sẽ nhớ lại cái dữ liệu, cái cache nó nặng là khi lag là mình không vào được. Còn nếu các bạn đã dùng cả hai cái cách là Cốc Cốc và Chrome, các bạn xóa đi tải lại mà vẫn không đăng nhập được, thì các bạn dùng cho mình cái tiện ích DApp ở trên cái tiện ích ví P-Producer. Các bạn sẽ mở cái tiện ích ví P-Producer lên, nó có một cái phần là đây, cái phần DApp như này nhé. Thì các bạn sẽ nhìn thấy trên này có cái phần để cho mình dán liên kết, các bạn xóa cái này đi. Các bạn dán cho mình cái liên kết là Sisa trên vào đây. Thì nó cũng là một cái tiện ích khi mình chưa sử dụng lần nào thì cái dữ liệu cache nó rất ít, thì lúc đấy các bạn đăng nhập nó rất là mượt để mình tiến hành mình xác minh P2P. Một cái lưu ý ở trên dự án này về xác minh thì các bạn sẽ nghe kỹ mình nói nhé. Ví dụ đây có người A và đây là người B. Thì cái người A này đang muốn người B xác minh P2P, người A sẽ gửi cho người B một cái thông điệp như này. Thì khi người B mà đang online mà họ nhận được cái thông điệp đấy thì họ sẽ bấm một cái nút là chấp nhận, để mà cái người A này họ sẽ tiến hành họ quay một cái video ngắn hàm lượng khoảng độ 15 đến 20 giây gửi cho người B và người B đồng ý. Và trên dự án yêu cầu là xác minh chéo, sau khi mà người B này đã xác minh cho người A xong thì người B này cũng phải gửi lại một cái thông điệp về mời gọi P2P với người A, thì người A này cũng xác nhận cái việc là mình nhận cái thông tin xác minh cho người B, thì người B cũng quay một cái video ngắn khoảng độ 15 giây đến 20 giây và gửi cho người A, thì người A cũng phải là đồng ý xác minh cho người B, có nghĩa là hai bên cùng là xác minh chéo thì mới vượt qua cái P2P. Và bây giờ thì mình cần phải là tìm kiếm cái người bạn để mà xác minh, thì tìm kiếm bằng cách nào? Thì trên dự án này sẽ có hai cách để cho bạn tìm kiếm bạn bè. Thì mình sẽ nói về cách một trước. Cách một thì khi đăng nhập vào cái trang mình đang đào Sisa trên ở đây, các bạn nhìn thấy cái mục ví, các bạn click vào mục ví ở đây. Trên mục ví này thì các bạn nhìn thấy cái mục là mã QR nhé. Các bạn nhớ cho mình là click vào cái nút là QR ở đây. Thì đây là cái mã ví của các bạn. Các bạn cần phải là copy mã ví này, mình sẽ gửi cho bạn bè qua Zalo, Facebook hay là Telegram đấy. Hoặc là các bạn sẽ join vào cái group của mình là Telegram. Mình sẽ để cái group này ở ngay bên dưới phần mô tả nhé. Thì các bạn có thể trao đổi trong đấy để mà nó tiện hơn. Các bạn gửi cái mã ví vào trong đấy thì cái người bạn mà muốn xác minh P2P với các bạn, họ sẽ copy mã ví này và họ sẽ đăng nhập vào cái app là Sisa trên này. Thì cần phải bấm một cái mục là xin ở đây. Khi mà bấm mục xin có nghĩa là mục gửi, thì sẽ cần phải là dán cái mã ví vào đây và bấm vào cái ô tìm kiếm này để mà nó hiện lên cái thông tin mời nhau xác minh P2P. Và như vậy sau khi mà các bạn tìm kiếm thông qua cái mã ví đấy, các bạn nhận thấy là nó hiện cái thông tin người bạn mà mình đã tìm kiếm qua mã ví ở cái mục gửi đấy, thì nó sẽ hiện cái nút là P2P ở đây. Các bạn sẽ bấm vào cái nút là P2P ở đây. Cũng có thể là đôi khi mà nó hơi lag một chút do cái lượng mà cộng đồng đăng nhập nhiều, thì các bạn kiên nhẫn mình chờ đợi và cũng không phải là gấp gáp lắm đâu, nên là các bạn cứ bình tĩnh mình thực hiện cái bước này. Ở đây do lúc trước mình đã gửi cho một cái người bạn này, nhưng mà người bạn này chưa online nên là họ chưa nhận được cái thông tin mà mình yêu cầu là xác minh P2P. Và cái thời gian này thì khi mà các bạn bấm gửi, nó sẽ có một cái hàm lượng nhé,
hàm lượng thời gian này khoảng độ là mấy phút ấy. Khi mà nó hết cái thời gian này thì mình cần phải bấm vào cái nút bên dưới này để mình làm mới lại. Các bạn để ý cho mình là ở đây sẽ có 3 cái bước. Cái bước 1 này nếu mình gửi xong mà người bạn của mình ấy mà họ bấm một nút là chấp nhận thì đến bước 2, và bước 3 nữa là cái bước mà sẽ cùng nhau là quay cái video ngắn ấy, khoảng độ 15 đến 20 giây. Và các bạn giữ điện thoại đưa khuôn mặt sát cái ô để mình quay video và gửi cho người bạn. Thì sau khi mà mình đã quay cái video mình gửi cho người bạn thì bước 3 này sẽ là sáng lên. Và mình sẽ đợi một lúc để mà dự án họ sẽ chấp nhận cái việc mình xác minh là P2P ở đây. Và lưu ý cho mình là mỗi một người mình sẽ gửi khoảng độ là 10 lần. Nếu mà cái người bạn mà không online mà không xác nhận được thì cũng thể sẽ không gửi tiếp được nữa. Nên là khi mà gửi thì tốt nhất các bạn nên online cùng nhau nhé. Các bạn vào cái group của mình và mình sẽ trao đổi trong đấy để mà cùng nhau online, để mà hợp tác trong cái việc mà gửi cái video xác minh P2P ở đây. Bên trên này sẽ có nút là reset, và bên dưới này nếu mà đợi lâu quá thì bạn bấm cái biểu tượng chữ màu xanh đây để mà nó loát lại trang nhé. Như vậy mình bấm lại để mà nó làm mới lại. Đó, như vậy thì cái hình thức mà mình tìm kiếm bạn bè qua mã ví thì mình đã giới thiệu cho các bạn là cái cách 1. Còn bây giờ đến cách 2 nhé. Cách 2 này thì ở trên cái trang mình đang đào, các bạn sẽ nhìn thấy cái nút là referral này, là cái chỗ mình kiểm tra cái tuyến dưới đấy. Thì ở đây nó tổng kết khá là dễ. Khi mà các bạn vào đây mình vuốt lên mình tìm kiếm này, những người bạn nào mà đủ cái điều kiện để mà xác minh P2P thì nó hiện đây, và người nào không đủ điều kiện để mà xác minh là nó cũng thông báo cho mình biết ở đây. Nếu các bạn nhìn thấy cái người nào mà thành viên nào mà nó hiện như này có nghĩa là không đủ điều kiện để mà xác minh nhé. Có nghĩa là họ chưa vượt qua cái bước đầu là KYC. Còn những thành viên nào mà các bạn nhìn thấy nó hiện màu sáng như này là những thành viên này đã đủ điều kiện để mà xác minh. Thì với cách 2 này các bạn có thể kiểm tra tất cả cái lượng tuyến dưới của mình và những cái trang 1, trang 2, trang 3, trang 4 ở đây. Và ai đủ điều kiện thì mình sẽ mời người đấy. Còn ai mà không đủ điều kiện thì họ cũng báo ở đây cho mình biết là những thành viên mà màu trắng như này là không đủ điều kiện để mà mời nhau cái P2P. Như vậy ở đây các bạn muốn mời ai thì các bạn kéo sang bên phải. Các bạn nhìn thấy cái logo avatar của những thành viên ở đây. Nếu chẳng hạn bây giờ mình muốn là xác minh với cái bạn này nhé, thì mình sẽ bấm vào cái tên của bạn đấy, cái nickname bạn đấy, để mà nó mở lên một cái trang của bạn đấy như thế này. Nó cũng y như là cái phần mình tìm kiếm nhau qua mã ví. Và nó cũng báo cho mình biết là bạn này đang có là 4 cái lượng tuyến dưới, và đây là cái nút P2P. Thì các bạn bấm vào đây để mình sẽ mời nhau là xác minh đấy. Như vậy cái người bạn đầu tiên của mình gửi là đã hết thời gian, và bây giờ thì mình gửi sang cái người thứ hai nhé. Có nghĩa là cái người đầu tiên mình gửi là 2 lần, 3 lần rồi đấy. Nếu gửi quá 10 lần là sẽ không gửi được nữa nhé. Các bạn lưu ý cho mình. Đây là cái người bạn mà các bạn đang thực hiện xác minh, thì sẽ có cái phần bên dưới màu xanh này. Các bạn bấm vào đây để mà mời cái bạn này là xác minh. Ở đây nó đang kết nối nhé. Và khi cái bạn này bạn đã nhận được cái thông điệp là mình gửi mời gọi cái P2P đây, thì bạn cần nhấp vào cái nút là đồng ý để mà hai bên cùng thực hiện cái việc là gửi cái video cho nhau thông qua việc là mình quay khoảng độ 15 đến 20 giây. Rồi đến bước này, như vậy thì mình đã gửi cái yêu cầu cho bạn đấy và cái thời gian mà đang báo là connect, có nghĩa đang kết nối với bạn này. Còn bên trên thì cho mình là 300 giây đếm ngược. Khi mà hết 300 giây đếm ngược mà bạn này chưa online, bạn không nhận cái lời mời của mình, thì mình sẽ cần phải là thực hiện lại bằng cách là các bạn bấm một cái nút màu xanh bên dưới để mình làm mới cái lời mời, hoặc là cái chữ là reset đây để mà mình mời lại. Và tiếp theo nữa thì chắc chắn là các bạn sẽ có một cái câu hỏi giống nhau là làm thế nào để biết cái người bạn mình đã đang gửi cho mình cái lời mời KYC. Thì bằng cách bạn quay lại cái trang mình đang đào nhé. Đây, bây giờ các bạn sẽ quay lại cái trang chính mà mình đang khai thác đây. Như vậy để kiểm tra được là ai đang mời mình xác minh P2P thì các bạn nhìn thấy cái nút mà nó hiện cái chữ là quay ST. Các bạn sẽ bấm một cái nút là quay ST đây. Ở đây thì là cái trang sổ cái. Các bạn sẽ bấm một cái avatar của mình để mà mình kiểm tra. Trong cái phần này sẽ có danh mục là check cái P2P. Các bạn bấm cho mình vào cái biểu tượng là P2P đây, thì nó sẽ hiện lên tất cả những cái thành viên nào đã gửi cho mình cái đơn là xác minh ở đây. Và cái này thì các bạn nên kiểm tra thường xuyên để mà xem nào những cái bạn nào họ đang gửi cho mình, để mình sẽ vào mình tích là xác nhận cái việc để hai bên cùng là xác minh P2P.
Đó, như vậy khi mình bấm vào cái phần đấy thì vẫn hiện lên là cái bạn mà mình đã là gửi lúc trước nhé. Có bao nhiêu người đã đang gửi cho bạn cái việc là xác minh P2P đây, thì khi bạn làm như vậy thì nó đều báo đây để cho mình biết là những bạn nào họ đang gửi cho mình cái đơn là P2P. Thì mình sẽ nhắc lại là để kiểm tra thường xuyên ai đang gửi cho mình mời mình là xác minh P2P, thì các bạn bấm một cái chỗ ấy là quay ST đây. Khi mà các bạn bấm vào đây thì các bạn click tiếp vào cái mục là cái nickname mình, có nghĩa là cái avatar của mình, và đây là cái phần trang tổng quan của mình, thì các bạn bấm vào cái nút là P2P này để mà các bạn check thường xuyên xem là những bạn nào đang thực hiện gửi cho mình cái đơn xác minh P2P. Và khi bạn xác minh mà quá thời gian mà cả hai bên không xác nhận được thì nó sẽ báo lỗi đây và mình sẽ cần phải là thực hiện lại. Và như vậy toàn bộ cái quy trình mà xác minh P2P ở trên dự án là Sida trên thì mình cũng đã cập nhật cho bạn là rất chi tiết, và nếu có những cái thông tin mới thì mình sẽ ra video mình cập nhật cho bạn biết được. Còn bây giờ mình xin là gửi đến các bạn là video hướng dẫn, mình cũng xin là kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.